Ok, chào tất cả anh em ha. Quay lại với video tiếp theo của mình đó, thì hôm nay mình chia sẻ cho anh em kiểu tóc nhanh tỉa, hoàn toàn cắt kéo nha anh em. Thì hôm nay mình cắt cho cậu hai mình nha. Đây, tóc thì cũng khá là dài nha anh em. Thì tóc này thì cái form tóc nó hơi mỏng nên mình dùng kéo tỉa và kéo cắt mình cắt thôi anh em ơi. Ok, chào anh em ha. Thì đến phần mình cắt ha. Thì hôm nay mình chia sẻ cho anh em cách cắt kiểu tóc nhanh tỉa, hoàn toàn cắt kéo. Mình dùng kéo tỉa và kéo cắt mình cắt nha anh em, chứ mình không có dùng đông đơ nha. Tại vì cái form tóc của cậu hai mình nó có cái độ mỏng nên mình chỉ dùng kéo tỉa và kéo cắt mình cắt thôi. Thì đối với những người mà miền Tây á, mình cắt xanh chân á, thì những người khách miền Tây á, người ta cắt là thích nha anh em. Còn mình cắt sát chân quá thì họ không chịu. Nên lúc nào mình chia sẻ cho anh em là kiểu tóc nào chân phương mình cũng đều cắt xanh chân hết, chứ mình không có cắt sát chân nha anh em. Trừ khi nào những kiểu tóc mà modern undercut, mohai canh thì mình mới cắt sát chân nha anh em. Thì những người mà họ nhỏ tuổi thì mình cắt sát chân thì được. Còn những người mà cao tuổi, lớn tuổi mình hớt sát chân thì họ không chịu, nên mình làm những cái video trước thì video nào thì cũng mình để xanh chân hết nha anh em. Thì đa số là những cái kiểu tóc của mình hớt sang chân phương là hoàn toàn xanh chân nha. Ok, tỉa thì mình cũng đã chia sẻ cho anh em rồi, những cái video nào thì trước tiên vô là mình phải dùng kéo tỉa mình tỉa sơ qua một cái cho nó có độ ôm, rồi mình mới dùng kéo hoặc đông đơ mình cắt nha. Nhưng mà cái kiểu tóc này thì mình hoàn toàn cắt kéo nha anh em. Thì cắt kéo thì nó cũng dễ thôi. Quan trọng là anh em dùng cây lược, anh em đi thôi. Cây lược á, anh em phải năng lược lên nha. Anh em năng cao để mình cắt cái tầng nữa nha anh em, giật cho nó giật tầng nha. Chứ anh em mà không dùng lược anh em năng lên á, thì anh em cắt hoài thì nó sẽ bị sặc gần nha anh em. Thì quan trọng là mình đi cái lược thôi. Còn hớt bằng tông đơ thì nó dễ rồi. Hớt kéo thì anh em phải đi cho nó từ từ nha. Chứ anh em đừng đi nhanh quá nha. Nếu như mà kiểu tóc chân phương mà anh em đi kéo nhanh quá thì anh em không có thể nào mà lấy được cái độ mịn của mượt của tóc được. Anh em mà đi nhanh quá thì nếu như mà lược của anh em hớt nó không có kỹ thì nó sẽ bị sặc gần nha anh em. Nên mình đi là phải từ từ thôi nha. Còn những cái kiểu tóc mà mình hớt nhanh tỉa thì bắt buộc là phải dùng kéo đi những cái viền hết nha. Thì anh em dùng kéo đi cái viền xong rồi, anh em nếu như mà thấy chưa có ok thì mình nên dùng tông mình đi lại. Còn nếu như đã ok rồi thì thôi nha anh em. Thì kiểu tóc này thì mình hoàn toàn cắt kéo và bát với quành tay với ót là mình đều cắt kéo hết. Phần bát thì mình trắng nha, tí xíu mình sẽ trắng luôn. Phần quành tay thì anh em dùng cái đầu mũi kéo anh đi sao cho nó tròn nha. Và cái phần gáy thì anh em đi một đường thẳng xuống. Đây, anh em phải đi cho nó tròn. Anh em dùng ngón tay á, anh em đè cái lỗ tay khách xuống và anh em cắt thôi. Cắt làm sao cho nó tròn cái bàn tay thôi nha, chứ đừng có cắt nguyên cái lỗ tay khách luôn nha trời. Cắt nguyên cái lỗ tay là toang luôn nha anh em. Xong anh em chải xuống và anh em cắt cái phần gáy nha. Anh em cắt một đường thẳng xuống nha. Đây, anh em lướt ra một đường thẳng xuống. Thì mình phiên anh em là kiểu tóc danh tỉa là anh em phải dùng kéo bén anh em đi nha. Anh em mà không dùng kéo bén đi thì nó sẽ bị sặc gần những cái phần viền nha anh em. Nên tốt nhất là mình về dùng kéo bén thiệt là bén để mình đi những cái phần viền nữa nha. Thì tí xíu mình đi xong, mình hớt xong hết rồi, mình dùng cái mình dùng lam mình đi sơ lại một cái thôi là nó hoàn thiện hết rồi. Ok, thì bây giờ là phần bên tay phải của khách thì mình đã cắt cũng ok rồi. Thì theo cái nhìn nhận của mình thôi, mình thấy như vậy cũng ok rồi. Bây giờ mình cắt phần ót.
và phần bên tay trái khá ít nha anh em. Thì như mình á, mình hớt là lúc nào mình cũng năng lượt lên nha, để mình cắt những cái cọng tóc dài cho nó bớt, và những cái cọng tóc mà mình tỉa nó ôm rồi thì nó sẽ hoàn thiện, nó ôm hết. Còn những cọng tóc dài là bắt buộc phải cắt nha anh em. Đây, như giả sử như những phần bên đây là cọng tóc dài là anh em bắt buộc phải cắt nha. Thì hôm trước thì mình có quay một cái video á, thì anh em hỏi mình á quay cho nó gần lại. Thì hôm nay mình làm cái video này á thì cũng quay cũng như đợt rồi thôi, mình cũng quay hơi xa, để hôm nào mình làm những cái video quay gần lại cho anh em xem nha. Thì mình á thì nhờ con nhỏ em của mình á nó quay cho mình, nên cái chất lượng của video nó không có được rõ nha anh em. Nó quay hơi xa, nhìn nó hơi khó. Để khi nào mà lên tiệm á, mình sẽ quay cho nó gần lại nha anh em. Ok, thì bây giờ mình sẽ đi cái phần viền nha. Đây, mình đã cắt xong hết rồi, bây giờ mình đi phần viền. Vành tay là anh em phải dùng ngón tay giữa, anh em chịu lại cái kéo, anh em cắt cái vành tay cho nó tròn nha anh em. Còn anh em không chịu thì cắt hơi khó nha. Và cái phần gáy thì mình cắt cho nó một đường thẳng xuống. Và cái phần ót thì cũng như vậy nha anh em. Anh em cắt cho nó thẳng qua nha. Rồi ok, bây giờ mình... Ok, thì bây giờ mình cắt xong hết rồi. Thì bây giờ mình dùng kéo tỉa, mình tỉa cái phần ngọn sơ một cái nữa nha. Thì anh em dùng kéo tỉa, anh em tỉa sơ lại một cái. Và mình dùng kéo cắt, mình cắt cho nó cục lại một tí của phần ngọn nữa là nó đã hoàn thiện hết rồi anh em ơi. Và mình cạo viền. Phần cạo viền á, thì mình đã dùng kéo mình đi những cái phần viền hết rồi. Bây giờ mình dùng lam mình đi sơ lại một cái, nó đã hoàn thiện hết. Thì nó cũng đã xong cái video rồi anh em ơi. Thì video của mình đến đây thì cũng đã hết rồi. Thì anh em thấy video này ok hay thì nhớ bấm cho mình xin một like, một đăng ký nha anh em. Thì mình chúc anh em nhiều sức khỏe, luôn luôn vui vẻ nha. Chúc những anh em mà mới vô nghề, mới tập tành vô nghề tầm 1-2 tháng nhưng mà yếu kiểu tóc chân phương, thì cứ xem video của mình nha. Còn anh em nào xem thấy mình không hài lòng những cái bước gì thì anh em cứ bình luận bên dưới nha, mình luôn luôn lắng nghe và rút kinh nghiệm. Thì nói chung là mình hớt không có đẹp hơn ai, thì mình biết cái gì thì mình chỉ chia sẻ cho anh em thôi. Anh em thấy ok thì cho mình xin một like là mình vui rồi, anh em đừng có chửi mình là mình vui rồi nha anh em. Thì bây giờ tới phần cạo viền nữa thôi, thì nó cũng đã hoàn thiện hết rồi. Thì hẹn anh em những clip tiếp theo nha. Chào anh em.